không cần đa lễ. Spear bình thân, mặc dù dạo này đọc ít truyện tranh hơn so với hồi trẻ nhưng mà Ly thực ra vốn cũng là người thích truyện tranh. Bây giờ mình Ly hỏi các cậu nhé, thích bộ truyện nào nhất, muốn recommend bộ nào nhất và tại sao lại như thế thì chắc là phải 90% sẽ gợi ý về manga. Cũng chẳng trách, tại vì manga nó tồn tại từ quá lâu và cũng có quá nhiều lựa chọn nên nhiều người biết về manga hơn là truyện tranh Việt cũng là điều dễ hiểu. Tôi nhớ hồi xưa tôi còn đam mê mua cả mấy quyển tạp chí truyện tranh cơ, truyện tranh Việt ấy, Thần Đồng Đất Việt Fan Club này, T3 truyện tranh trẻ này, vân vân mây mây. Mà hồi đấy mình vẫn còn bé, tuổi học sinh nhi đồng thối tai nhá, bọn trẻ con mà để dành được tiền để mua được mấy cái quyển đấy xong là quý như sinh mạng ấy, cũng là vì xuất phát từ lòng mê truyện tranh và tình yêu nước nồng nàn thôi. Xong rồi Linh nhớ có cái phần thảo luận ở trong mấy cái quyển đấy còn bàn luận là nên tạo ra cái thuật ngữ gì để gọi truyện tranh Việt nó giống như là kiểu manga của Nhật, man hoa của Hàn hay là kiểu man của Trung Quốc ấy. Xong rồi người ta nghĩ ra cái gì man vi gì ấy. Cuối cùng sau tất cả đến tận bây giờ vẫn không có cái thuật ngữ nào bắt đầu bằng từ man để chỉ truyện tranh Việt cả. Giờ tôi thấy cứ lấy luôn cái từ truyện tranh ra để gọi truyện tranh Việt cho nhanh. Nó vốn là chữ quốc ngữ đã dùng ký tự Latin rồi còn sợ người ta không viết ra được hay sao? Không đánh được dấu được, cứ viết không dấu là chiến tranh, đọc cũng là chiến tranh mà viết tắt thì là chi chi đấy, nghe vừa chất vừa không bị giống ba đứa kia không? Bây giờ đang có tạp chí truyện tranh nào phát hành ở Việt Nam hay không thì Ly cũng không rõ, nhưng mà nếu mà muốn tìm nguồn truyện made in Việt Nam ấy thì Ly biết có thể lên Comicola. Hồi trước thì Ly chỉ biết đến Comicola, nó như là một cái nền tảng funding, kêu gọi funding ấy để xuất bản các tác phẩm truyện tranh của họa sĩ Việt thôi. By the way thì cái quyển Dệt Nên Triều Đại ấy, cái quyển sách về Việt cổ phục thời Lê mà Ly có review tháng 5 ấy, cũng là một sản phẩm được Comicola gây quỹ với các xuất bản. Xong dần dần nền tảng này bắt đầu cho đọc truyện tranh hay là có cả truyện chữ online trên cả website lẫn app. Có bộ thì cho đọc free mà cũng có bộ thì cho đọc free mấy chương đầu, xong rồi mấy chương sau thì bắt đầu trả tiền, mà tiền thì cũng không có mấy tiền đâu. Tính ra thì thấy Ly thấy rẻ hơn là mua một quyển truyện tranh giấy. Ly thấy cũng khá là hay, nó là một cách để mình vừa thưởng thức lại vừa có thể ủng hộ tác giả truyện tranh Việt. Xong từ trước đến nay thì hầu hết là các fest cosplay thì toàn là về manga và cả anime, đại loại là về văn hóa Nhật ý. Cái đấy thì là đương nhiên, khá là ít lễ hội mà trong đấy có sân chơi dành cho truyện tranh Việt. Nhưng mà bây giờ the wait is over nhé, vì cuối tháng này vào hai ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2020 sẽ diễn ra Vietnam Japan Comic Fest được tổ chức tại sân vận động Nguyễn Du ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây thì không phải là một cái fest 100% về truyện tranh Việt mà nó sẽ là kiểu 50% Việt và 50% Nhật đấy. Nghe tên fest cũng biết rồi đúng không? Xếp lịch mà đi chơi fest này luôn đi. Tất nhiên tôi sẽ không gợi ý sự kiện Vuver để các cậu đặt lịch Vuver đâu. Đây sẽ là cái fest đầu tiên Ly được đi trong năm nay đấy. Nói ra thì nhục nhưng mà năm nay tôi bị hụt hai nhát đi fest trong Sài Gòn rồi đấy. Mà lần nào chỉ là một lý do thôi. Covid toàn kiểu trước ngày bay mấy ngày cho đến một tuần là nhận thông tin lây nhiễm trong cộng đồng. Cảm thấy cái vận đi chơi fest năm nay nó còn đen hơn cả tóc của mình. Nhớ click link fanpage của Vietnam Japan Comic Fest hoặc trang chủ của Comicola, Ly có để ở phần mô tả của video này để biết cách nhận vé, đồng thời là tìm hiểu về chi tiết của lễ hội nhé. Lần này thì Ly sẽ tham gia với tư cách là giám khảo chấm thi cosplay. Ui, lâu lắm được xem cosplay chứ đừng nói là chấm thi nhé. I'm so excited. Hey hey. Ngoài ra trong section Dệt Nên Triều Đại của Vietnam Central, Ly sẽ host phần tọa đàm tìm hiểu về Việt cổ phục và sẽ tham gia trình diễn một mẫu cổ phục của Việt Nam. Và trang phục mà Ly sẽ trình diễn là gì thì bí mật, đến fest xem đi thì biết. Thực ra là do bản thân tôi vẫn chưa biết là tôi sẽ diễn bộ nào cơ. Nhân tiện nói về đồ, vì đây là fest cho cả truyện tranh Việt nữa cho nên là Ly sẽ không định cosplay mấy cái bộ anime hay là manga đâu. Từ trước đến nay Ly thấy nhiều cậu đi fest mặc freestyle cổ trang Trung hay là đồ truyền thống Nhật, cho nên lần này Ly sẽ chắc cú freestyle Việt cổ phục để đi chơi fest. Nếu các cậu có bộ Việt phục nào hay là cosplay bộ truyện hay là art nào đấy của họa sĩ Việt thì join với Ly cho vui. Ok, cảm ơn các cậu đã xem video. Nhắc lại, nhớ check thông tin của Vietnam Japan Comic Fest, Ly có để link ở phần mô tả của video này và hẹn gặp lại các cậu tại fest. Bye chiều.